IT Pilot là đi thẳng vào chuyên môn cho thực hành luôn, học viên có thể thực hành luôn từ những ngày đầu học tập ấy, nên rất dễ tiếp cận kiến thức học. Sẽ tiếp tục nhiệt huyết cùng đội ngũ giảng viên đến từ các doanh nghiệp, tập thể, các cán bộ nhân viên IT Club với những cố gắng rèn luyện học tập. Học viên, sinh viên viện công nghệ tin IT Club của chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công và thắng lợi. Trên tinh thần đó, tôi xin trân trọng tuyên bố khai giảng năm học mới 2022-2023. Một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu, quý khoa, quý doanh nghiệp, quý trường, quý thầy cô cùng toàn thể các quý huynh và các em học sinh lời chúc sức khỏe, thành công, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Thứ hai là xin chúc mừng quý nhà trường ngày càng thành công hơn nữa trong đào tạo các cái sinh viên theo hướng định hướng của doanh nghiệp. Sau 2 năm dịch bệnh thì đối với Viện Công nghệ IT Plus thì việc tổ chức một buổi lễ khai giảng trực tiếp gồm có đông đảo các quý vị phụ huynh, các quý doanh nghiệp, các bạn tân sinh viên và các khoa, đại diện các khoa, các trường hợp tác với lại Viện Công nghệ IT Plus thì là một điều cực kỳ là vui mừng đối với ban lãnh đạo của viện cũng như là các tập thể, các thầy cô, giảng viên của IT Plus cũng như là các bạn sinh viên. Nói về mô hình đào tạo của họ bên IT Club thì thấy là mô hình kết hợp giữa doanh nghiệp, nên là đào tạo sẽ phục vụ cho doanh nghiệp luôn và không phải học những cái môn mà không cần thiết. Ví dụ như kiểu chúng ta học về công nghệ thông tin, chúng ta sẽ học về những cái ngôn ngữ cần thiết cho doanh nghiệp, ví dụ như kiểu là C, Java hay là PHP, một vài cái ngôn ngữ mà chúng ta có thể học xong để đi làm được trực tiếp luôn. Thì mình thấy mô hình này mình thấy là khá là hay và nó thiết thực với lại doanh nghiệp. Theo cái xu hướng bây giờ công nghệ thông tin nó không rạch ròi sang công nghệ thông tin hẳn nữa mà nó là sự kết hợp công nghệ thông tin ở trong rất nhiều ngành nghề khác nhau. Vì vậy là cái xu hướng về nhân lực và xu hướng phát triển của nó càng ngày càng đan xen với các cái ngành nghề khác. Nó rất là tốt cho những bạn mà ảnh hưởng công nghệ thông tin và nền tảng công nghệ thông tin trong kinh tế hoặc là trong các cái ngành nghề hoặc lĩnh vực khác nhau.